Thưa quý vị, việc xây dựng chỉ dẫn địa lý bến lức Long An cho trái chanh không hạt của tỉnh đã mở ra nhiều cơ hội mới cho việc xuất khẩu, tiêu thụ chanh ở nhiều thị trường khác nhau, đặc biệt là những thị trường khó tính. Từ đây cũng cho thấy vai trò của sở hữu trí tuệ vốn được coi là công cụ hỗ trợ cho các sản phẩm Việt Nam có thêm lợi thế cạnh tranh và xuất khẩu. Bến Lức là dùng trồng chanh lớn nhất của tỉnh Long An với diện tích hơn 7.100 ha, tập trung chủ yếu ở các xã Thành Quà, Thành Lợi, Hưng Quà với sản lượng ước đạt trên 90.000 tấn một năm. Trong đó, chanh không hạt chiếm đa số với hơn 6.000 ha. Chanh không hạt cho trái quanh năm, năng suất mỗi cây từ 150 đến 200 kg trên năm, có sức chống chịu sâu bệnh rất mạnh và không bị nhiễm bệnh như nhiều giống chanh khác. Trải qua giai đoạn sinh trưởng và phát triển, chanh không hạt đã bén duyên với người dân Bến Lức và dần trở thành cây trồng chủ lực nơi đây. Thì thấy rõ ràng là cái quyền lợi mà từ cái cái hiệu quả từ cái cây chanh này nó mang lại tới cái hiệu quả thật sự. Tại vì thật ra nó hiện nay đó thu nhập bình quân là nó khoảng gần gần 100 triệu một hecta một năm. Thì đây là một trong những cây trồng mà nó cho cái lợi nhuận cao nhất so với những các cái loại cây trồng khác mà trên địa bàn của huyện Bến Lức. Thời gian qua, trái chanh không hạt Bến Lức từng bước khẳng định được uy tín trên thị trường và xây dựng nhãn hiệu hàng quá, từ đó tiêu thụ được nhiều kênh trong nước và xuất khẩu. Ngoài xuất khẩu tiểu ngạch, thì thị trường nhập khẩu chủ yếu của chanh không hạt là châu Á, châu Âu, các nước Trung Đông. Trong đó, thị trường châu Âu chiếm 15% tổng sản lượng xuất khẩu. Thì hiện bây giờ thì cái sản phẩm là nếu mà mình xuất thì trung bình một một tháng là mình xuất chắc khoảng khoảng cỡ trên dưới 10 công còn bán nội địa thì thì mà một 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 tháng là cũng có có thể cũng cỡ sản lượng đó hiện bây giờ cái vùng nguyên liệu chủ lực của tranh công hạt mình là ở huyện bến lức và ở hậu giang là đó là hai nguồn nguyên liệu lớn mà và cái chất lượng nó tương đối ổn định. Hiện nay, chỉ dẫn địa lý có tầm ảnh hưởng rất quan trọng đến thị trường xuất khẩu, bởi trong xu thế toàn cầu quá, bất kỳ hàng quá nông sản nào cũng cần có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng theo tiêu chuẩn chung của quốc tế hay tiêu chuẩn riêng của nhà nhập khẩu. Chỉ dẫn địa lý được xem là tiêu chuẩn chung mà bất kỳ hàng quá nông sản đều phải có khi tiếp cận thị trường nhập khẩu tiềm năng tại châu Âu, châu Mỹ và Trung Đông. Như vậy, rõ ràng kết chỉ dẫn địa lý cho long an mình đó là một cái điều kiện nó rất là thuận lợi cho cái việc quảng bá cũng như là mình nâng cao chất lượng cũng như là cái ý thức cho cái người nông dân cũng như bà con một số à, hợp tác xã cũng như là những doanh nghiệp để có một cái có quyền tự hào cũng giống như có cái trách nhiệm để mà nâng tầm cho cái quả chanh cho nó tốt hơn nữa để mình đảm bảo được cái một cái thương hiệu cho Long An mình về cái chanh. Yeah. Việc xây dựng chỉ dẫn địa lý chanh không hạt Bến Lức Long An sẽ là giấy thông hành quan trọng có ý nghĩa to lớn với ngành nông nghiệp và doanh nghiệp trong việc đưa hình ảnh trái chanh không hạt đi xa hơn trong thời gian tới. Quan trọng hơn, khi có chỉ dẫn địa lý thì chủ thể thụ hưởng thành quả nhiều nhất có lẽ là người sản xuất bởi khi ấy người sản xuất sẽ bán được trái chanh với giá cao hơn lợi nhuận nhiều hơn